Dạ, Thủy xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn ạ. Hôm nay bữa nay nhóm của mình sẽ nấu cơm kho tương kho dừa ăn. Thì mấy lít trước Thủy cũng là nhóm Thủy trồng rau lan á, thì hôm nay rau lan cũng ra tốt dữ lắm rồi. Thì quyết định là hôm nay sẽ tương, Thủy cũng có mua là nửa ký tương, tương kho dừa với ba trái hủ qua, với đậu bún với hai miếng tàu hũ. Còn ổi thì mình hơi mình chẻ mình chấm muối ớt ăn. Ở nhà Thủy có trồng mấy cây cà tím á, thì ra được hai trái, thì hơi mình sẽ ra hái cà tím với rau lan để mà rau lan còn luộc, còn cà tím thì mình kho với tương kho dừa. Con cũng mời ông bà cô chú cùng vào bếp làm với con nha. Thì hôm nay con cũng có mời cô Mười, chị Thấm với Hà vô cùng làm với Thủy luôn. Hiện giờ mình do cơm. Dạ. Con nấu là gần 2 lít gạo luôn á Mười. Nấu nhiều nha, đói bụng rồi. Rồi con do cơm rồi mình đem ngoài. Đem ngoài cái mình bắt lên cho chị Thấm nấu chụm, cái mình đi hái gạo luôn. Con chào ông bà. Giờ đi theo dì Thủy hái rau không? Theo. Rồi giờ mình đi ra ngoài này mình hái rau. Đi vòng ra đây Thủy sẽ gọi mấy cây ổi mà hở Minh Hiền đã trồng á. Thì hôm nay đã ra đọt rồi rồi. Mình đi đường này đi. Thấy nhanh không hả? Đây. Mới trồng nay mấy bữa, hôm nay chừng nửa tháng như vậy mà nay ra đọt tới hết rồi. Không bà có chú anh chị. Mướp của em kìa chị Thấm. Đó mướp em ta. Đậu bún nữa, có đậu bún nữa thấy không? Có đậu bún nữa cô Mười ha. Nè thấy thấy trồng đậu bún đây nè. Nè có trái nè. Nè đây. Đó. Nè mẹ. Nó bị quăng rồi. Bị quăng. Đậu đũa nè, cái hai nó đũa nè. Hai đũa. Thế mà quăng. Đây cây cóc mới trồng có bông rồi cô Mười thấy không Mười? Được. Con cũng không biết, mình mua về chắc chiếc nhánh quá cô Mười. Đêm giờ mình đi thẳng ra ngoài có cây cà ở ngoài cô Mười. Mình hái hai trái cà vô mình kho nước cốt dừa, kho tương luôn. Cà tím á con. Đây. Có, ở đây cây đậu bắp nữa nè. Thấy trồng cũng được mấy cây đậu bắp. Mốp thì ra một trái trên đó rồi. Tên chuối được một trái mướp rồi. Đây, ra nụ bông mướp nè. Đây giờ mình đi ra ngoài hàng cây cà. Ồ cái bữa nó sai rồi hả? Cái bữa nó sai nhiều trái quá chừng luôn cả. Hả? Trời ơi, rau muống bự dữ vậy hả? Đây, đây, đây. Cái bữa này mới nhiều trái rồi. Giờ tím. Ừ, cà tím có trái rồi. Đi ra mình hái hai trái cây cà để vô hơi kho mắm. Ủa kho tương. Trồng được hai trái cà chị Thấm. Cây thì lúc trước mẹ cũng đã cắt hai trái rồi. Thấy tốt ghê không? Đây. Đó. Rồi giờ mình sẽ vô kho dừa với hái rau lan để mà luộc chấm tương. Chị Thấm thì xin cái mùng tơi để hơi về nấu canh hả chị Thấm? Mùng tơi tốt ghê, hơi sẽ hái thêm hả chị Thấm? Ê, rau lan, cô Mười ở đây cũng có rau lan, cô Mười hái rau lan trước nữa nè. Đi, bây giờ mình đi ra ngoài hái rau lan.
Dạ em chào anh Lâm. Wow. Dạ chào chú. Thì chú này cũng phụ anh Lâm để lót gạch cho Thủy nè. Bữa nay gọi anh Lâm. Chắc không gọi hả? Không rồi. Chắc bữa nào. Ồ, à. Hổm gì Thủy trồng mấy cái ớt nè. Nay trái bự quá trời trái luôn á anh nhí. Dạ. Ừ. Này là trái nè. Trái này nó già. Ừ, nó gần già rồi. Đẹp quá. Kêu cần cua mà vậy. Ừ, kêu cần cua á. Bông này bông gì mà đẹp dữ vậy? Bông bông ta. Rồi giờ mình đi hái rau lan đi, chút mình vô mình coi cái nền gạch. Đẹp quá. Vô sâu vô lắm chết à. À mình lót vậy là cho mấy đứa bé lết được rồi. Bé. Cùi với Hà lết cũng được. Được không? Đây hổm trồng rau lan thì hiện nay cũng tốt dữ lắm, tốt nay rau lan bò dài hết rồi. Mấy đứa biết hái đọt rau lan không? Rồi nó kéo nguyên dây đi nè. Ôi nó tốt quá không hà. Wow. Ồ, đã quá luôn. Hổm một gừng cỏ, nay một gừng rau lan luôn. À, đây là rau lan tím, còn đằng đẳng là rau lan trắng. À, Thủy mua hai loại, loại tím với trắng. Quá trời đọt luôn. Cô Mùi với Hà với chị Thấm có ai ăn đọt rau lan thì ra đây hái đem về ăn nha. Thu gạch rau lan. Ai trồng rau lan mà tốt dữ rồi ta? Hả? À rau ngon hơn hả cô Mùi? Rau lan trắng đó con. Này, à đúng rồi. Này rau đọt non dữ lắm mà tốt nữa con, có chừng dính mũ nha. Mùi đi nhẹ cái Mùi đạp rau lan nha Mùi. Ơi ốm có mấy ký mà đi đâu có dập ai đâu. Quá trời đọt luôn, ngon quá. Cô Mùi làm lia lịa luôn ta. Ờ cái này mà luộc cái là cơm nóng, nấu đâm nước tương tỏi ớt ha. No luôn không hay á. Này có ba cái tỏi cứ heo ha, cái tỏi mình lên. Nhỏ mình nhỏ hết. Rau lan này cô Mùi có ăn nấu canh chua cho cô La cô Mùi. Có, ăn cũng giòn giòn ngon. À, mình nấu canh chua nó ra màu tím tím. Mềm hơn rau trắng. Dạ hả? Ừ. Cái này nó giòn, nó không giòn đâu. Trình gì dập ra. Bước con né né nhân hồng. Rau lan mà mình hái đọt vậy không có cũ mà tỷ mình trồng cút mơ á chị Thấm. Cút mơ mà đừng hái đọt là nó có cũ. Ôi rau tay bự dữ chị Thấm. Nè rau tay này mình luộc ăn cũng được nữa cô Mùi. Ừ. Ai hái nhiều thì ăn nhiều nha. Nãy giờ con hái nhiều chưa? Nhiều, nãy hái một ống xà bá luôn. Đâu rồi. Mày đâu? Nó
Cái này trời mưa rất phân vô. Ừ, trời mưa cái mình tưới phân nó vô cái. Lắc rất là gắt cái đái phân hợp lên cái tự nó phân ra. Ngoài chợ chợ bán bó vậy 1.000 đồng. Vậy 1.000. Hử? Nói 5-6.000, 2-3. Này ăn bó vậy nè. Bó nhỏ vậy nè. Lỗ sắp được chục đọt. Ừ. Rau lan quá trắng quá trời mà vậy. Hả? Rau lan trắng quá trời. Ừ, rau lan trắng nữa. Mình thấy giỏi quá ngồi nghỉ chút. Tự khen mình luôn á. Ghê chưa? Ai đâu khen. Coi coi lỗ mũi có bự không? Mở ra rồi. Hắn giao la mà tự khen mình luôn, không ai khen mà biết cả nào rồi đó. Hay quá em. Mẹ có hái được nguyên chồng bữa nay à? Sao? Bữa nay á chiều rồi. Không có rủ mẹ ra chơi được, để bữa nào mình sẽ rủ ra làm cái món gì nữa, rau lan cho nó ra đọt nữa cái mình rủ mẹ làm cho mẹ ăn với. Tại vì bữa trồng rau cũng có mẹ trồng nè. Còn mẹ chồng của Thủy thì đi về tinh giường rồi. Không có nhà. Hái rau mà chồm mà té luôn. Cái gỗ đâu rồi? Nó bự hơn cái đọt đỏ nha. Đúng rồi, nó non hơn. Con lại lấy cái gỗ đi con. Cái gỗ đắng á. Nghe quá nha. Nhiều chưa? Nghe quá. Con hái chị hao đi. Đừng quay nữa. Giờ là mình hái rau lăng trắng. Nó rất là non luôn, cái con trắng đọt nó bình bình phải không? Bình bình là cái gì? Bình bình là uống. Đọt bự bự. Mừng quá không biết nói sao. Con bước đàng hoàng con, đừng nghĩ vậy nó đứt rễ á. Nó đứt rễ nó chết. Con giờ cuối trong đây luôn. Cuối. Cuối trong đây hả? Tốt quá chị Thắm ơi. Trong nó bự ha. Ê, mình hái được một gỗ rau nữa, là một gỗ rau lan luôn. Mà đằng cô Mười còn nắm một nắm rồi, chị Thắm nắm một nắm nữa. Mình bữa nay là ăn rau là chín nha. Quá trời rồi cô Mười ơi. Ơi cô Mười ôm luôn. Thôi rồi, nhiều quá luôn rồi. Mình hái nhiêu vậy mà chưa hết nữa đó. Còn non quá chừng luôn. Thôi đi vô, nhiều rồi. Rồi, đi vô. Để bữa nào hái nữa là để nấu cơm. Thì... Lâm ơi, nấu cơm ăn luôn nha Lâm. Này ở đây ăn cơm luôn nha. Gậy nó quậy nó muốn lớn nổi. Đừng chỗ dưới con, đừng chỗ dưới. Thì hổm thì cũng có nhờ anh Lâm tô được cái phòng ở trong rồi xong xuôi rồi nè. Đó. Hai sạch sẽ rồi. Còn lót nền gạch á, thì lót chưa lót tới thì ở trong đó thì Thủy sẽ mua mấy miếng dán dán lại cho nó sạch. Trong đó thì anh Lâm tô không được tại vì có mất cái giường nè. Nay tô rồi vô đó ngồi chơi được ha. Anh Lâm làm dơ quá chừng luôn nè. Vậy mình chùi nó sạch hả anh Lâm? Chùi sạch. Ủa, gạt thủ 3 tháng tươi làm gì đem chùi vậy? À, làm dơ vậy á. Tháng không? Tháng được không được, để chị làm. Ừ, để cô Mười làm được không? Cho cô Mười làm không anh Lâm? Chị Thắm thì đang gọt cái dừa để hơi mình nạo ra kho tương nè. Cho nó bóng rồi khi mình nạo nó không có rớt vào cái bụi này vô. Hay quá. Thấy bữa em với Hà làm cái hàng rào đẹp không? Đẹp, bữa đi khen rồi, bữa okay. Đi khen rồi. À, làm hàng rào cái suy nghĩ cho lắm mới làm được cái hàng rào
được cái hàng gạo đẹp gì nè. Ngày mốt Thủy sẽ mua cây gạo mấy ở đây luôn. À, cái mình trồng mấy cái bông hoa đậu bếp á chị Thắm. À, cho nó bò lên cho nó đẹp. Ê, cô Mười bữa nãy hỏi anh Lâm có gì không cô Mười phụ. Thì anh Lâm đấy trà nhám hả anh Lâm? Trà gì? Chùi. Chùi á? Mới lượm được thợ. Thì khi mà mình lót gạch á là mình đổ hồ xuống dưới cho nó cứng gạch. Thì rồi mình làm hơi tèm lem vậy nè, giờ phải đánh lại. Đánh lại cho nó sạch sẽ. Điện cho con chỗ khác đi. Rau củ quả thì Thủy đã rửa sạch rồi. Giờ mình tí tiện ra để mà hơi kho tương á. Thì mình cắt khoảng như vậy thôi. Mình chẻ ra. Ủ hú qua này còn non nè. Hú qua còn non á, mình kho để hộp luôn ăn cho nó ngon. Nước sôi chưa con? Nước hả? Chưa sôi. Hơi sôi chị để vô miếng muối, miếng tí xíu. Mình kho tương có hủ qua vô ăn ngon coi Mười. Nó đắng đắng vậy chứ ăn ngon. Cà nữa, đậu bún nữa nào cũng ngon á. Dạ. Mình kho cái gì mình nhờ cái bổi. Ăn nó không ngán. Nhất là hủ qua. Nhí gì đó giờ ăn hủ qua được không Nhí? Mấy đứa nhỏ không được á. Ăn hủ qua. Đắng lắm hả? Nay gì Thủy kho là đáng, không có đắng, à. Ngọt như đường vậy đó. Rồi dắt nó chút dừa mang ra tay vô. Giờ chị Thắm nè, dắt nước cốt dừa để hơi mình kho. Dắt cho béo nha. Béo quỷ đòn. Không béo con gán nặng cái này nha, mình cho nó hết cái chắc nước dừa. Nhận có hai trái cà bự quá. Trồng cà tốt nha chứ không có sâu á con Mười. Không có xịt thuốc, không có gì, không phân á. Không là cũng được quái trái bự vậy nè. Dạ. Người ta nói cho mình mới trồng có trái đầu tiên đừng cho nít bẻ. Dạ. Dạ. Bẻ nó mới xa nhiều nhưng nít nó không có thấy. Không có trái phải không? Cà tím thì mình cũng sắc ngắn ngắn vậy, mình chẻ như tới hủ qua vậy đó. Còn non á, non á con. Có người ăn sống nữa đi. À đúng rồi, ta sắc xéo xéo luôn rồi. Ừ. Thì... sống ngon lắm. Không có nướng cho ba cái vậy là cho quá nè. Nó ngọt ghê luôn á, ăn sống. Non không có ngọt ha. Mới. Nướng cái dầm nước tương ha. Nước tương hành phi rồi. Nước này nước giảo này để riêng nha. Dạ, để riêng cho chị. Nhiều nước giảo này được không? Được. Thêm nước nữa. Được rồi chứ. Nổ không chị Thắm? Hưng. Gì vậy? Thôi uống nước cơm. Trời ơi. Thơm quá, nước cơm thơm quá chị Thắm ơi. Bỏ đường vô ăn uống ngon. Đúng rồi, Quy hồi đó chuyên môn á, em chắc nước cơm cái để tí xíu đường á. Vậy mà nó chịu uống á chị. Ngon vậy? Hả? Này uống ngon vậy? Ngon chứ. Ngon lắm. Uống nhớt. Nước cơm mình nhớt nhớt. Rồi, được chưa?
rồi mình chắc cái cơm mình để cho nó để lửa ngoài cho nó gáo nè, cơm cái hả đem vô tông bít tông. Nêm giờ muối à, đem súp cà no. À muối, miếng muối đi chị Hấp. Rồi mình để vô miếng cà no nè. Cho nó có độ ngọt của rau. Thì mình luộc rau mình để vô miếng chanh đựng cho nó nước đựng đen. Đây mình để rau vô. Rau này nhiều lắm. Mình vắt cái chanh á là nước nó không có bị ra mủ mà nó trắng cái cọng rau luôn nữa. Trời sao nó xèo chứ mình bỏ gì nữa. Quá chừng nha chị Thắm ơi. Thì hết không chị Thắm? Hết không? Hết không? Thôi để về. Giờ tương á, mình để vô miếng dầu ăn với mình cháy tỏi cho nó thơm, mình để tương vô. Nghe mùi thơm cho mấy đứa. Nghe. Nghe hả? Cái lò này chụm ngon quá cô Bùi. Nó hút quá. Đắng. Đi lò đắng chơi. Đắng. Tắt đi. Rồi đổ tương vô chị Thóc. Ừ. Ê. Ê. Thơm quá. Bây giờ á, Thị sẽ để vô đây là miếng cà no. Cái hũ đường nó có mùi, đường con có mùi. Để vô đây khoảng miếng cà no đi. Dạ, ăn tí xíu muối. Chị mấy muỗng đường à, dạ, 2 muỗng đường đi cô mùi. Mình để vô đây miếng một muỗng muối này. Thôi mình nêm lại nha. Mình cháy rồi giờ mình cái hũ qua mình vớt rồi, đợi vớt qua cái rau hơi lan hết rồi mình để hũ qua vô mình luộc sơ lại, luộc hũ qua với đậu bún cho nó sơ lại, cái cho nó hơi chín chín rồi mình để vô đây mình kho, để vô mới để nước cốt dừa vô. Chín hả thì Thắm? Cái rau lan á thì nãy nêm nếm rồi mình dắt vô nửa miếng chanh như vậy đặng cho nó không có mũ ra mũ mà nó lại không có ra nước nhớt á, nó cộng rau nó rất là ngon luôn, một gỗ rau luôn á. Ngon không mấy đứa, nghe mùi rau nó thơm với cháy tương nè. Rồi cái mình lấy cái nước rau luộc rau hồi nãy á. À, mình sẽ luộc cái hũ qua với đậu bún này, luộc sơ lại. Rồi chị Thắm để giùm em sao. Đậy hùm cho nó mau chín đi. Kho tương cũng đã xong rồi, nãy cái máy có thể hết pin, thì đem sạc, không có quay tường tận kho sao. Giờ đã chín xong rồi. Giờ tương kho chay cũng đã xong rồi. Con mời ông bà cô chú cùng dùng cơm với gia đình con nha. Mời ông bà cùng ăn với con. Mời ông bà cùng ăn với con. Này cơm ngon chị Thắm? Ngon, vừa ăn thôi. Con trai nó cơm quá không? Ai, cái nồi cơm. Có một trái không? Rồi, em một trái thêm nữa.
Đã không ta ơi? Ăn ghê luôn. Rau. Rau lan. Ăn cơm anh Lâm ơi. Anh Lâm giờ cũng nghỉ chiều rồi. Ăn cơm miếng này vậy á? Mời bà cô chú cùng ăn cơm với rau con nha. Hổm con trồng nay thu hoạch rau. Mà cả nhà ăn cơm với tương thôi dừa. Ngon á. Giờ nữa không? Mời bà cô chú ăn cơm. Vậy là mai có làm cho em không anh Lâm? À, mai anh Lâm lại làm cho xong luôn cái nền. Chị Thấm nồi cơm mình nấu nó không có dính đít cơm ha, đít nồi hả chị Thấm? Nó gờ ra tơn luôn á. Không dính ở dưới. Ăn ăn cơm đi con. Ăn hôm qua được luôn nha. Ăn hôm qua. Hôm qua được luôn. Ăn cho hết dĩa rau luôn nha. Hồi nãy mình hái đó cỡ 1 kg rau luôn á. Hả? Ờ hay anh Nam canh hay thiệt. Nam hả? Nam vô hả? Đó. Nam vô ăn cơm rồi con. Cơm luôn con. Cho con biết đây. Nam lúc nào á gần chín là Nam biết đường vô à. Thơm hay gì? Em mua á Nam. Vô ăn cơm con. Nó đang giận bà. Ờ ăn cơm luôn đi. Này ăn cơm tương kho dừa nha Nam. Con biết rau rau luộc không? Ăn biết ăn rau luộc không? Không hả? Để nó gắp cà ha. Ông bà còn ăn với con. Chiều nay chuồn chuồn bay quá chừng luôn cô Mười. Dự báo thời tiết đi. Người ta nói chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm phải không? Cái này bay làm sao? Này bay cao, bay cao. Cao hả? Cao thì nắng. Mà giờ chiều hết nắng rồi. Dự báo này chắc bị đòn quá. Em bữa Thủy đã gieo bầu hồ lô với cải dưa leo chùm cũng đã lên rồi. Để vài bữa Thủy sẽ làm cái vàng cho nó bò lên. Nãy ưa ra lắm mà sao giảm ăn đi. Vô đây. Để cái gì vậy?
Dạ, con mời ông bà cô chú cùng ăn cơm với con nha. Đứa nào ăn rau ngon không? Ngon. Em muốn gần hết dĩa rau luôn mà. Nãy Nam nói Nam không biết ăn rau á, mà giờ cũng ăn rau luôn nữa. Mấy chén rồi Nam? Bốn chén. Ừ. Hỏi có ăn nữa không? Ừ. Cái ổi cơ, cái bả ăn ổi cơ. Có mời ăn này luôn mà. Ăn đi, con hỏi giờ có ăn này. Cay không bả? Hả? Cay hả? Rồi hả? No chưa? Bốn chén rồi mà, cay dữ vậy. Nãy làm cái tô 5 cái trái không cay mà cái này có 2 trái nữa là cay. Cay này muối rồi. Ăn qua hả? Ngon kìa nè. Bảo ăn hủ qua được cho ta. Không thấy ăn được nữa. Không ăn. Ừ. Hùng ăn không được. Nam không được luôn. Nước cốt nó kho vậy nó béo quá ha cô mùi. Ngon quá, chấm nước tương cũng ngon mà chấm nước cốt cũng ngon nữa. Ngon quá. Cô Lan này hái cộng nó dài 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 mà còn non sợ. Nè con ăn nuốt rồi. Nuốt gì? Nuốt cái hộp á hả? Hủ qua hả? Em nên ăn đắng được. Vô coi em đi coi. Ừ. Còn nữa không? Ừ. Qua nữa. Ừ. Cơm no quá. Ừ, ăn con vui. Ừ, cho ăn rồi. Chấm muối ớt kìa nè. Cay không? Thử cái cay không nha. Được không? Nó cay. Nóng cay. Qua kho vậy mà Bảo ăn được á. Thường thường xào là Bảo không ăn đâu. Nó thấm nó cốc dừa thì vô á, cốc nó béo. Không có đắng tí nào luôn á, tại vì hủ qua hồi nãy Thủy đã luộc sơ, luộc với đậu bún sơ cái mình vớt ra mình để vô mình kho tương á. Nên không có cái bụng cứng ngắc à. Hôm nay con cũng cảm ơn ông bà cô chú để dạ